Mình được biết anh Cộng bảo cái em da này các bạn ơi, cái da của vịt ấy nó giòn này, bấm bấm này rất là giòn luôn, giòn từ da. Đây mình sẽ chấm vào đây để bắt nước chấm, nước chấm đúng nguyên chất của bên Trung Quốc đấy, làm lấy nguyên liệu từ bên đấy về hết. Đúng cái lớp da bên ngoài cắn vào nó giòn và nó béo ngậy, và ăn tiếp theo đến cái lớp thịt thì nó ngọt và ngọt mềm mà rất là thơm. Không biết nó có cái hương vị gì mà nó là làm cái mùi thơm có vị đó, nó kích thích cái khứu giác anh nhỉ. Đây là món vịt quay Bắc Kinh. Thì hôm nay đây là chú anh Trọng mới đi học ở bên Trung Quốc về các bạn nhá. Đây là nguyên bản từ bên Trung Quốc. Thì hôm nay anh Trọng có mời mình lên trên để thưởng thức cái món vịt quay Bắc Kinh này, để giới thiệu đến các bạn. Nhưng mà nếu mà bạn nào muốn xem video chi tiết hơn, mình sẽ quay một cái video chi tiết hơn giới thiệu đến các bạn. Hôm nay mình chỉ là test thử thôi. Gọi là vịt quay Bắc Kinh thì nó có khác là nó cắt như này đúng không anh? Nó chỉ cắt này ra để ra đĩa này các bạn này. Đấy, xếp ra đĩa. Có cái hay là như này, không phải như vịt ở trên Lạng Sơn chúng mình là chặt ra. Còng có mỡ nhỉ, nhìn ngon hơn hẳn đấy. Đây nhỉ, ngon hơn hẳn. Ấy để đấy, đúng rồi. Hôm nào ăn cái còng to này ngon nhất. Còng kia là phải cắt. Thơm không? Thơm nhỉ. Đúng là có cái gia vị nó lạ một chút nhỉ. Cái này bên trong có lắm không mà đâu anh? Bên trong không. Không đâu đúng không? Thế nhưng mà cái mùi nó có cái mùi hương rất là thơm luôn đấy. Chứ ai ra rất là không. Cho mỗi ông cái còng phải không? Cái còng cánh luôn.
nay mình đến chỗ nhà anh Trọng để test một cái món vịt quay Bắc Kinh. Thì bây giờ mình sẽ mời anh Trọng hướng dẫn mình thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh là như thế nào. Đầu tiên là cần cái gì nhờ anh ạ? Đầu tiên là mình dùng bánh. À, một cái bánh này đúng không? Đây là bánh, ở đây là bánh phở. Phở. Mình dùng hành. À, cho một ít hành. Đấy, ít hành này. Dưa chuột. Cho ít dưa chuột nữa các bạn nhá. Đấy, cho thêm ít dưa chuột. Cho ít cà rốt nữa các bạn. Cà rốt. Xong thì mình lấy vịt. À, bây giờ đây, mình lấy những miếng rất giòn đấy, miếng da của nó. À đây. Cầm tay luôn. Chấm vào chấm. Nước chấm của nó. À, nước chấm, đây là nước chấm của vịt các bạn nhá. Đây, bây giờ sẽ đặt lên phía trên đúng không? Để cuốn vào. Cuốn vào. À, ăn kỳ công ấy nhỉ? Kỳ công phết. Kiếm ngon. Rồi các bạn nhá, cuộn vào này nhá. Mời các bạn nhá, mình sẽ làm miếng xem nào. Đào nó giòn. Thơm, thơm da giòn thơm. Ăn kèm theo một số cái quả dưa chuột này với cà rốt, cái kiểu ăn nóng mát mát đỡ ngán hơn. Ngon. Chấm của nó ngon ngọt thơm. Cái nước chấm của nó ngon ngọt. Người Trung Quốc người ta ăn ngọt nhiều sao không nhỉ? Ngon. Đấy, anh em vào thử miếng á. Đấy, không cần thử đâu mà. Bọn anh lưu đi. Cứ làm chương trình thì thoải mái. À rồi nhá, bây giờ sẽ thử hẳn một miếng này nhá, không cần chấm gì xem nhá. Vì mình được biết anh Trọng bảo cái da này, các bạn ơi, cái da của vịt ấy nó giòn này. Bấm bấm này rất là giòn luôn. Giòn từ da, em mình sẽ chấm vào đây để bắt nước chấm. Nước chấm đúng nguyên chất của bên Trung Quốc đấy, làm lấy nguyên liệu từ bên đấy về hết. Đúng cái lớp da bên ngoài, cắn vào nó giòn và nó béo ngậy, và ăn tiếp theo đến cái lớp thịt thì nó ngọt và ngọt mềm và rất là thơm. Không biết nó có cái hương vị gì mà nó làm cái mùi thơm con vịt nó kích thích cái khứu giác anh nhỉ? Đấy là những nguyên liệu của nó cho vào rất là nhiều, như là những loại tinh bột như là màu đỏ sữa và có cả màu của lòng đỏ trứng gà nữa. À rồi rồi. Vâng nhá các bạn nhá. Thì hôm nay chỉ là một cái video mình test món vịt quay Bắc Kinh ở nhà anh Trọng. Nếu mà các bạn nào muốn xem chi tiết hơn về cái món này thì hôm nào mình sẽ đến cơ sở của anh Trọng mình giới thiệu cho các bạn chi tiết hơn về món này nhá. Và các bạn nhớ đón xem nhá. Cái video tới đây mình làm sẽ là trong khoảng thời gian khoảng cuối tháng này. Thôi nha, hôm nay mình giới thiệu cho các bạn món này rồi nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.